Xin chào các bạn trở lại kênh của Tính Mật TV. Thì lời đầu tiên mình xin chúc các bạn và gia đình có một ngày vui vẻ và hạnh phúc nha các bạn. Thì hôm nay chiều tà rồi nên mình kiếm cái gì mình ăn cơm chiều với bé Mật các bạn. Thì bây giờ mình ra làm sao mình ăn ăn cơm ké ba mình. Thì ba mình không biết nấu cái gì đây. Mình tầm bây giờ tầm 3 giờ mình ăn cơm với bé Mật xong mình tắm rửa đi làm các bạn. 4 giờ mình đi làm rồi. À. Thôi mình ra sao mà kiếm gì mình cho nó ăn, chứ mình ăn thua. Đó, ba mình mới đi làm về mệt nằm giống các bạn. Còn mẹ mình đang giỡn với cháu. Đây cháu của mình các bạn. Ô. Có phèo bò kìa các bạn. Thịt heo kho. Cá sặc kho. Cơm. Đó, mới mua một nồi cơm chó và một bao gạo của chó các bạn. Bao gạo chó bao gạo người giống nhau. Rồi mình luộc lận ký đầu gà. Mình ăn xen kẽ với phổi các bạn. Đó, phổi mua lần 5 số ký rồi cái mình xác nhuyễn nhuyễn rồi mình kho lật lạc. Trộn cơm. Đấy, gạo chó rồi các bạn. Đó, cũng gần hết nên mình mới mua dạ gạo đó. Còn cái này là cái gì dưới nè. Trời ơi, đóng nữa. Ôi, vậy mà la hết gì trời. Mẹ mình nói gần hết rồi. Gần hết đó mà quên coi cái hũ này nên mình mới trở về. Ủa cái mẹ khạp 5 cân đó là gạo người hả, gạo chó? Tấm mà người ăn cũng được, thành ra ông Tám nói để người ông từ tấm mà. Ừ. Cái bao trên này cũng là tấm đó nè, một bao mình đổ con này này. Ừ. Mình ra mua gạo cho. Ôi cái đó vừa người ăn vừa chó ăn được luôn. Ông dành để ông ăn đó để lát đi à. Cho mấy đứa này ăn sao, còn bây giờ mình với bé Mật ăn cơm sẵn mình cho bé Mật ăn luôn. Đó giờ mình ăn thịt kho với ruột bò khìa các bạn. Chứ còn trứng hột vịt ngâm nước tương sáng giờ không ăn, mình ăn luôn. Với củ kiệu ế. Củ kiệu ế hồi Tết. Đó. Cho bé Mật. Mới rửa mà sao bụi bặm không rồi trời, gió bay từ lưa. Cho bé Mật miếng thịt nè. Cho bé Mật miếng cơm nè. Rồi đi vô khác con, làm gì rồi đứng đó. Con cho con xà bông lấy bò nước hồng nha. Chai bò lấy bò thôi nha, lấy bò nước mà, đâu còn xà bông đâu. Con ơi lắc lên có bọt. À rồi. À, mời các bạn ăn cơm cùng mình các bạn ơi. Ngon.
thịt kho của ông kho đó, ngon. Phè bò nè, ăn một cái nhai cả buổi luôn, nuốt trọng luôn hả? Trứng gà ông này dám ăn không? Dám ăn trứng gộn luôn. Ăn đủ thứ luôn, bé mập của nay ăn đủ thứ luôn. Họ còn miếng phở bò không ăn rồi. Đúng rồi hả? Nè, ăn miếng trứng ở đây. Khu vực nhà mình gió chướng các bạn, gió rận rận mát dữ dằn luôn, mà có lúc buổi trưa không có gió nó nực. Gõ mật đó làm gì trời, bé ơi sao ngán à hả? Nguyên đàn chó chỉ có bé này là không có bị chí hả? Còn mấy anh trong kia chí không? Sáng vợ mình mua cho mình à, ba cái chai nước dạng như sữa tắm chó luôn các bạn, sữa tắm ve chó có chịu ve luôn, ghê thiệt. Mà mình không biết, mình mua một chai nữa.
nên hơi trớt, mày kệ xài từ từ cũng hết rồi. Rồi đây. Ăn hai miếng cơm ở đây, cơm ngon mà. Ăn con, mật, ăn đi. Mật đâu vậy? Béo à? Tăng 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 mật bữa nay ngoan quá ta. Hồi sáng mình dắt ra mấy mấy anh của mật đi tắm lần trước, mình cột vô mấy cây cột gần đây nè, mà không dám chạy ra, mật sợ. Trời ơi, sao mấy ông mình là bự con quá trời, thấy mật cái làm cái ghê. Hù mật nè, cái bãi chiến trường của mấy anh còn nữa các bạn. Nó ý là mình lau, mình lấy vòi nước tưới cây, mình rửa nhà hoài mà nó vẫn để nhóc chân nó dẫm. Mật béo ai? Mật béo ai? Béo nè, làm như mình vô hình với ta. Hồi sáng hai anh của mật, bé vàng kèm với bé có nâu cột vô hai cột này các bạn. Bé mật chui vô nhà của nó nằm trống luôn, không dám chạy ra. Đang đánh hơi mùa dấu tích của mấy anh đó. Béo ai? Mật. Rồi mật bây giờ đang nghiên cứu mùi rồi. Béo ai? Béo. Thôi xin tạm dừng video tại đây các bạn. Thôi xin chia tay các bạn và hẹn lại các bạn vào những video kế tiếp. Xin chúc các bạn và gia đình có một ngày vui vẻ và hạnh phúc nha các bạn. Thôi xin chào và hẹn lại các bạn nha. Béo cay. Ở cái gì vậy? Ở cái gì vậy? Ở cái gì vậy? Ở cái gì vậy? Ở cái gì vậy?